Chào các bạn, mình là Mỹ Duyên đến từ phòng dịch vụ tư vấn công ty cổ phần chứng khoán VN Direct. Rất vui được gặp lại các bạn trong chuyên mục Người gieo hạt sức khỏe tài chính. Hôm nay chúng ta sẽ cùng bắt đầu với nhau về chủ đề quỹ dự phòng, phao cứu sinh cho cuộc sống của bạn. Rủi ro và biến cố là hai từ ngữ mà chúng ta thường coi là đáng sợ và luôn cố né tránh. Tuy nhiên, chúng ta cũng nhận thức được rằng mình không thể dự đoán hoặc kiểm soát những sự kiện không may xảy đến trong cuộc đời như là mất việc làm, bệnh tật, thiên tai, dịch bệnh hoặc những tình huống ảnh hưởng đến gia đình. Những sự kiện này có thể ảnh hưởng đến nhiều khía cạnh trong cuộc sống, nhưng điều duy nhất chúng ta có thể chuẩn bị là một tài chính vững vàng. Đây chính là lý do tại sao để có thể kiến tạo sự bình an trong cuộc sống nói chung và trong tài chính nói riêng thì điều đầu tiên bạn cần làm là xây dựng quỹ dự phòng. Vậy thì tại sao phải chuẩn bị quỹ dự phòng ạ? Quỹ dự phòng đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo sự ổn định tài chính của bạn và gia đình khi xảy ra những tình huống khẩn cấp mà không cần vay mượn hoặc cắt giảm các khoản tiêu dùng cần thiết. Bạn cũng sẽ có đủ sự bình an để giải quyết sự việc trước mắt và nhanh chóng tiếp tục cuộc sống của mình. Để dễ hình dung hơn, nếu một sớm đẹp trời chúng ta đi làm, nhân sự gọi vào phòng và bảo rằng công ty đang thực hiện cắt giảm nhân sự và chúng ta nằm trong danh sách ấy. Trong trường hợp bạn không có khoản dự phòng tài chính nào, tâm lý bạn sẽ lập tức hoảng loạn vì các khoản chi tiêu từ tiền nhà, tiền ăn, tiền xăng xe sẽ chạy dài trong đầu bạn. Bạn sẽ cảm thấy cực kỳ căng thẳng và áp lực trong việc tìm kiếm công việc mới. Điều này có thể khiến bạn thể hiện không tốt trong những cuộc phỏng vấn và không tìm kiếm được công việc phù hợp. Bạn sẽ bị áp lực tài chính dẫn đến sự tự ti về năng lực và dần dần khiến bạn không vực dậy được. Trong một bức tranh tươi sáng hơn, bạn có quỹ dự phòng cho 6 tháng chi tiêu. Bạn nghe tin và hiểu rằng dù không có công việc này, bạn vẫn có thể sống được trong 6 tháng tiếp theo. Bạn sẽ bình an hơn, điềm tĩnh hơn trong việc đi tìm việc làm mới. Bước vào buổi phỏng vấn với tâm thế tự tin hơn cũng sẽ khiến phần trăm bạn nhận được việc tốt hơn, phải không ạ? Vậy thì chúng ta cần chuẩn bị quỹ dự phòng bao nhiêu? Trước khi bắt tay vào xây dựng quỹ dự phòng, chúng ta phải xác định được số tiền mục tiêu mà mình muốn thiết lập cho quỹ. Số tiền bạn cần để chuẩn bị quỹ dự phòng nên là từ 6 đến 12 tháng chi tiêu hàng tháng của bạn. Tuy nhiên, điều này có thể thay đổi dựa trên tình hình tài chính cá nhân và mục tiêu cụ thể. Một số người có thể muốn tích lũy nhiều hơn 12 tháng chi tiêu, trong khi người khác có thể chấp nhận mức thấp hơn. Quan trọng là bạn cần cân nhắc kỹ và điều chỉnh theo thời gian. Kế hoạch hành động. Sau khi xác định được mục tiêu quỹ dự phòng của bản thân, chúng ta cần xây dựng một kế hoạch cụ thể để thực hiện. Điều đầu tiên, bạn phải xác định số tiền mỗi tháng đều đặn bạn muốn tiết kiệm. Số tiền bạn cần tiết kiệm mỗi tháng phụ thuộc vào mục tiêu của bạn và tình hình tài chính hiện tại. Hãy tính toán chi phí hàng tháng và xác định số tiền bạn cần để đạt được mục tiêu của mình trong khoảng thời gian mong muốn. Thứ hai, sau khi đã xác định được số tiền mỗi tháng cần tiết kiệm, bạn cần tự lên cho mình một cơ chế tự động tiết kiệm. Mỗi tháng khi lương về, ngay lập tức chuyển số tiền này sang một tài khoản ngân hàng khác. Tiền không thấy là tiền không tiêu, đây là một mẹo tâm lý mà mình thấy thật sự hữu ích. Và cuối cùng là có tiền rồi, thì mình để tiền ở đâu? Điều ưu tiên nhất cho quỹ dự phòng là tính thanh khoản và an toàn, có nghĩa là khi bạn cần thì bạn phải chuyển đổi thành tiền mặt ngay lập tức và vốn được bảo toàn. Chính vì vậy, kênh đầu tư mà bạn có thể cân nhắc là gửi tiết kiệm ngân hàng hoặc D-Money tại VN Direct. Đây là những kênh có thể cho phép bạn rút tiền khi cần và thậm chí còn giúp dòng tiền bạn sinh lãi để tránh mất giá do lạm phát. D-Money là sản phẩm hỗ trợ lãi suất có kỳ hạn linh hoạt, giúp bạn có thể tối ưu được dòng tiền của mình. Bạn có thể tham khảo thêm sản phẩm này tại website của VN Direct. Ngoài việc thực hiện đúng kế hoạch tiết kiệm hàng tháng đã đặt ra, đây là hai cách giúp bạn nhanh chóng làm đầy quỹ dự phòng của mình. Sau thời gian thực hiện ghi chép chi tiêu, bạn dễ dàng quan sát được các khoản chi tiêu nào là thật sự cần thiết và có thể cắt giảm các khoản chi tiêu không cần thiết để có thêm nhiều tiền tiết kiệm hàng tháng cho quỹ dự phòng hơn. Ngoài tiền lương cố định hàng tháng, nếu bạn nhận thêm được các khoản tiền thưởng hoặc các nguồn thu nhập không thường xuyên khác, bạn có thể cân nhắc gửi thêm vào các khoản dự phòng. Điều này sẽ giúp bạn gia tăng nhanh chóng quỹ dự phòng và giúp bạn đạt được mục tiêu nhanh hơn để tiến đến các mục tiêu tài chính quan trọng khác. Tóm lại, xây dựng quỹ dự phòng là một phần quan trọng của việc quản lý tài chính cá nhân. Nó giúp bạn đảm bảo sự ổn định tài chính trong những tình huống khẩn cấp và tạo cơ hội để đầu tư và tăng gia tài sản của mình trong tương lai. Trên đây, mình đã cho bạn động lực để đặt mục tiêu rõ ràng và chỉ ra những hành động cụ thể giúp bạn có thể kiến tạo cho mình những viên gạch đầu tiên trên chặng đường đạt được sự bảo an tài chính.
Cuộc sống là những lựa chọn và đánh đổi. Nếu bạn lựa chọn tận hưởng tối đa cuộc sống hiện tại, bạn đang chấp nhận đối mặt với sự bấp bênh tài chính trong tương lai. Ngược lại, nếu bạn lựa chọn xây dựng quỹ dự phòng, bạn đang tạo cho mình một chiếc khiên an toàn bảo vệ cho bản thân và gia đình trong những thời điểm khó khăn về tài chính. Lựa chọn luôn luôn nằm trong tay bạn.